Xin chào các bạn, chị là Ngọc đây và chị đến từ Học Văn Chị Hiên. Ngày hôm nay chị rất vui khi được quay trở lại với các em ở trong phần audio lần này. Các bạn thân mến, đây là chuyên mục cùng em soạn văn và các bạn biết rồi đấy, chị chính là người sẽ đồng hành cùng với các bạn trong bộ sách cánh diều của chương trình lớp 11 ngày hôm nay. Và các em ơi, chị rất là hy vọng là với những bài soạn văn như thế này có thể giúp cho chúng mình trong tiến trình các bạn tìm hiểu về các bài học trong sách giáo khoa bám sát chương trình ngữ văn lớp 11 các em nhé. Ngày hôm nay trong phần audio này chúng ta sẽ cùng với nhau đi tìm hiểu bài học số 2 mang tên là Thơ văn Nguyễn Du với văn bản Trao Duyên. Đương nhiên là chúng ta sẽ không thể nào bỏ qua được phần đọc văn bản rồi đúng không nè. Chúng ta cùng đọc với chị nha. Trao Duyên của Nguyễn Du. Kệ em có chịu lời, ngồi lên cho chị lệ rồi sẽ thưa. Giữa đường đứt gánh tương tư, keo loan chấp mối tơ thừa mặc em. Kể từ khi gặp chàng kim, khi ngày quạt ước khi đêm chén thề. Sự đâu sóng gió bất kỳ, hiếu tình khôn lẽ hai bề vẹn hai. Ngày xuân em hãy còn dài, xót tình máu mủ thay lời nước non. Chị dù thịt nát xương mòn, ngậm cười chín suối hãy còn thơm lây. Chiếc vành với bức tờ mây, duyên này thì giữ vật này của chung. Dù em nên vợ nên chồng, xuất người bạc mệnh ắt lòng chẳng quên. Mất người còn chút của tin, phím đàn với mảnh hương nguyền ngày xưa. Mai sau dù có bao giờ đốt lò hương ấy so tơ phím này, trông ra ngọn cỏ lá cây, thấy hiu hiu gió thì hay chị về. Hồn còn manh nặng lời thề, nát thân bổ liễu đền nghỉ chúc mai. Dạ đài cách mật khuất lời, tứ xin giọt lệ cho người thác oan. Bây giờ trăm gãy gương tan, kẻ làm sao xiết muôn vàn ái ân. Trăm nghìn ngữ lạy tình quân, tơ duyên ngắn ngủi có ngần ấy thôi. Phận xa phận bạc như vôi, đã đành nước chảy hoa trôi lỡ làng. Ôi kim lang, hỡi kim lang, thôi thôi thiếp đã phụ chàng từ đây. Theo Đoàn Duy Anh từ điển truyện Kiều, nhà xuất bản Văn hóa Thông tin Hà Nội năm 2000. Và các em ơi, chị vừa cùng các em đọc văn bản rồi nè. Và trước khi đi trả lời những câu hỏi trong bài học, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu đôi nét về đại thi hào Nguyễn Du các em nhé. Nguyễn Du, tên chữ là Tố Như, hiệu là Thanh Hiên, sinh tại kinh thành Thăng Long, Hà Nội. Cha là Hoàng Giáp, Nguyễn Nghiễm, quê ở xã Tiên Điền, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh. Mẹ là bà Trần Thị Tần, quê ở Kinh Bắc, Bắc Ninh. Nguyễn Du ra đời trong một gia đình đại quý tộc thời đại. Cuộc đời của Nguyễn Du gắn bó sâu sắc với những biến cố lịch sử của giai đoạn cuối thế kỷ thứ 18, đầu thế kỷ thứ 19. Đây là giai đoạn lịch sử đầy biến động với hai đặc điểm nổi bật, đó là chế độ phong kiến Việt Nam khủng hoảng trầm trọng và phong trào nông dân khởi nghĩa nổi lên khắp nơi, đỉnh cao là phong trào Tây Sơn. Yếu tố thời đại đã ảnh hưởng sâu sắc tới ngòi bút của Nguyễn Du khi viết về hiện thực đời sống. Trải qua một cuộc bể dâu, những điều trông thấy mà đau đớn lòng, cuộc đời của Nguyễn Du từng trải phiêu bạt nhiều năm trên đất Bắc, đi nhiều, tiếp xúc nhiều đã tạo cho Nguyễn Du vốn sống phong phú và niềm thông cảm sâu sắc với những nỗi đau khổ của nhân dân. Nguyễn Du là một thiên tài văn học, một nhà nhân đạo chủ nghĩa lớn. Đó, chị em chúng ta đã vừa tìm hiểu một vài nét sơ lược về đại thi hào Nguyễn Du và ngay bây giờ đây chúng ta sẽ cùng với nhau đi trả lời những câu hỏi trong văn bản Trao Duyên của Nguyễn Du nhé. Đầu tiên chúng mình sẽ đến với câu hỏi giữa bài trong những hộp câu hỏi nhé các em. Câu hỏi số 1. Chú ý lời nói, hành động, lý lẽ của Thúy Kiều khi thuyết phục Thúy Vân. Gợi ý trả lời câu hỏi này như sau. Thứ nhất, lời nói, kệ em có chịu lời. Thứ hai, hành động của Thúy Kiều, ngồi lên cho chị lệ rồi sẽ thưa. Thúy Kiều đã đưa ra những lý lẽ để thuyết phục Thúy Vân. Giữa đường đứt gánh tương tư, sóng gió bất kỳ, hiếu tình khôn lẽ hai bề vẹn hai. Ngày xuân em hãy còn dài, xót tình máu mủ thay lời nước non. Như vậy, chúng ta có thể thấy cách lập luận hết sức là chặt chẽ, thấu tình, cho thấy Thúy Kiều là người sắc sảo, tinh tế, có đức hy sinh, một người con hiếu thảo, một người trọng tình, trọng nghĩa. Đó là những lời gợi ý của chị ở câu hỏi số 1. Tiếp theo, chúng ta sẽ đến với câu hỏi số 2. Câu hỏi số 2, Thúy Kiều để lại những kỷ vật nào của tình yêu?
gợi ý trả lời ở câu hỏi này như sau. Thúy Kiều đã để lại những kỷ vật thiêng liêng và quý giá đẹp đẽ trong tình yêu, chiếc vành với bức tờ mây, phím đàn với mảnh hương huyền ngày xưa. Đó là kỷ vật của chiếc vành, của bức tờ mây, của phím đàn, của mảnh hương huyền. Đó là gợi ý của chị ở câu hỏi số 2 nha các em. Và bây giờ đây chúng ta sẽ đến với câu hỏi số 3. Câu hỏi số 3, Thúy Kiều nghĩ về điều gì nếu chẳng may nàng thác oan? Gợi ý câu trả lời số 3, Thúy Kiều nghĩ về tình yêu dành cho Kim Trọng, dẫu có thác oan thì vẫn giữ lòng thủy chung, một tình yêu mãnh liệt, bất tử. Qua đó ta thấy được tình cảm, lý trí xen lẫn, sự giằng xé, đau đớn và nhớ thương Kim Trọng đến tột cùng của Thúy Kiều. Và đó là lời gợi ý của chị gửi đến các em ở câu hỏi số 3. Chúng ta cùng nhau đến với câu hỏi số 4 nha. Câu hỏi số 4, Thúy Kiều nói với ai, nói về điều gì và tâm trạng của Thúy Kiều như thế nào? Câu hỏi gợi ý cho chúng mình như sau. Thúy Kiều tự nói về bản thân mình, vẻ châm gãy gương tan, tơ duyên ngắn ngủi, phận bạc như vôi, nước chảy hoa trôi lỡ làng, tự nhận mình là người phụ bạc. Nàng đã ý thức rõ được về cái hiện hữu của mình, xót tha cho thân phận của chính mình. Và bây giờ đây, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về 7 câu hỏi ở cuối bài nhé các em. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi số 1. Câu hỏi số 1, đoạn trích trao duyên có thể chia thành mấy phần, hãy nêu nội dung chính của mỗi phần. Gợi ý trả lời cho các bạn ở câu hỏi này như sau. Đoạn trích trao duyên kể về việc Thúy Kiều trao duyên cho Thúy Vân nhờ Tráng Nghĩa Kim Trọng. Đoạn trích thể hiện chủ đề về bi kịch trong tình yêu. Bố cục của đoạn trích gồm 3 phần. Phần thứ nhất bao gồm 12 câu thơ đầu, đó là lời nhờ cậy và thuyết phục trao duyên cho Thúy Vân của Thúy Kiều. 14 câu thơ tiếp theo, nội dung chính của 14 câu thơ tiếp theo đó là Kiều trao kỷ vật đính ước cho em cùng với lời dặn dò người em gái của mình. Và 8 câu thơ cuối đó là nỗi đau đớn, dằn vặt của Thúy Kiều. Các bạn có thể tham khảo câu trả lời này nha. Và chị em chúng mình sẽ cùng nhau đến với câu hỏi số 2. Câu hỏi số 2 của chúng ta là Thúy Kiều đã có lời nói, hành động và lý lẽ như thế nào để thuyết phục Thúy Vân thay mình Tráng Nghĩa kết duyên với Kim Trọng? Gợi ý câu trả lời này như sau. Những lời nói, hành động và lý lẽ của Thúy Kiều để thuyết phục Thúy Vân thay mình Tráng Nghĩa kết duyên với Kim Trọng. Đầu tiên là lời nhờ cậy của Kiều. Cậy, một thanh trắc với âm điệu nặng nề, gợi sự quằn quại, đau đớn, khó nói, còn mang hàm nghĩa là trông mong, giúp đỡ, hy vọng tha thiết, sự gửi gắm đầy tin tưởng, chịu, có nghĩa là nài ép, có nghĩa là bắt buộc, một hành động không thể từ chối. Như vậy, chúng ta có thể thấy Thúy Kiều đã ép Thúy Vân vào một tình thế dù cho không muốn nhưng cũng phải nhận tình yêu mà Thúy Kiều đã trao cho em. Thứ hai là hành động nhờ cậy. Những từ ngữ như ngồi lên, lạy, thưa thể hiện một hành động thật là kính cẩn, trang trọng với người bề trên hoặc là người hàm ơn. Như vậy, chúng ta có thể thấy từ sự thay đổi bậc ngôi đi ngược với lễ giáo phong kiến, nhưng điều đó hoàn toàn có thể chấp nhận được bởi Kiều đã coi Vân như là ân nhân của mình. Kiều trân trọng tình yêu với Kim Trọng, cách nói đã thể hiện sự thông minh, khéo léo của Thúy Kiều. Thứ ba là lý lẽ của Kiều. Kiều đã đưa ra những lý lẽ để thuyết phục Thúy Vân. Ngày xuân em hãy còn dài, gợi ra một tình cảnh ngang trái, khó xử của mình để em thấu hiểu. Đó là những lời mà chị gợi ý cho các em ở câu hỏi số 2. Và chị em chúng ta sẽ tiếp tục đến với câu hỏi số 3. Câu hỏi của số 3 của chúng ta là vì sao sau khi cậy nhờ Thúy Vân thay mình kết duyên với Kim Trọng, bi kịch của Thúy Kiều lại ngày càng tăng? Gợi ý câu trả lời thứ 3 như sau. Thúy Kiều đã đưa ra những lý lẽ để thuyết phục Thúy Vân, xót tình máu mủ thay lời nước non. Vân vẫn còn trẻ, còn cả tương lai phía trước, còn chị thì thịt nát xương mòn, ngậm cười chín suối, dù có chết thì cũng mãn nguyện. Như vậy, chúng ta có thể thấy cách lập luận ở đây hết sức là chặt chẽ, thấu tình, cho thấy Thúy Kiều là người sắc sảo, tinh tế, có đức hy sinh, một người con hiếu thảo, trọng tình, trọng nghĩa.
Chính vì thế mà thông qua việc Thúy Kiều nhờ cậy Thúy Vân thay mình kết duyên với Kim Trọng, bi kịch của nàng lại được đẩy lên ngày càng tăng, bởi nó đã thể hiện sự đau đớn, đầy tuyệt vọng, ta lại càng thấy được tấm lòng thủy chung, một lòng hướng về Kim Trọng của nàng. Chúng ta đến với câu hỏi số 4 nha các em. Câu hỏi số 4: việc Thúy Kiều để lại những kỷ vật tình yêu có ý nghĩa gì? Gợi ý câu trả lời số 4: việc Thúy Kiều để lại những kỷ vật trong tình yêu có ý nghĩa. Kiều muốn giữ lại tình yêu mặn nồng xưa kia giữa nàng với chàng Kim, chỉ gửi gắm mối duyên dang dở cho Thúy Vân. Thúy Kiều để lại những kỷ vật thiêng liêng và quý giá, đẹp đẽ trong tình yêu, chiếc phành với bức tờ mây, phím đàn với mảnh hương nguyền ngày xưa. Khi nhìn thấy những kỷ vật này, Kim Trọng sẽ nhớ về nỗi lòng của Kiều và nhớ lại những kỷ niệm tình yêu của mình với Kiều. Thúy Kiều muốn hiện diện trong tình yêu và con đường để nàng trở về đó là để lại kỷ vật. Đây là một con đường hoàn toàn bế tắc. Và chúng ta sẽ đến với câu hỏi số 5. Câu hỏi số 5 của chúng ta là: đoạn trao duyên là lời của Thúy Kiều nói với những ai? Phân tích diễn biến tâm trạng của Thúy Kiều qua sự chuyển độ lời thoại. Gợi ý câu trả lời số 5: đoạn trao duyên là lời của Thúy Kiều nói với Thúy Vân, với chính mình và với Kim Trọng. Diễn biến tâm trạng Thúy Kiều qua sự chuyển biến lời thoại, tâm trạng giằng xé đầy mâu thuẫn, đau đớn tột cùng khi không trọn vẹn trong tình yêu và lời thề với Kim Trọng. Trò chuyện với chính mình, Kiều đã tự trách thân phận, có duyên mà không có phận với chàng Kim, phận sao phận bạc như vôi. Và xác định rằng cuộc đời mình sẽ là nước chảy hoa trôi lỡ làng. Đó là phần gợi ý của câu hỏi số 5. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi số 6. Phân tích một số biện pháp nghệ thuật miêu tả nội tâm nhân vật trong đoạn trích trao duyên, biện pháp ẩn dụ, cách dùng thành ngữ, đọc thoại nội tâm, gợi ý trả lời. Một số biện pháp nghệ thuật miêu tả nội tâm nhân vật trong đoạn trích trao duyên đó là: tác giả đã sử dụng những điển cố, điển tích, điển hình để thể hiện nỗi đau đớn xót xa của Thúy Kiều khi ngày quạt ước, khi đêm chén thề, châm gãy bình tan, ngậm cười chín suối, nát thân bổ liễu đền nghì chúc mai. Những hình ảnh này đã nhằm làm nổi bật nỗi thống khổ trong hoàn cảnh éo le của Thúy Kiều. Thứ hai, đó là độc thoại. Độc thoại đã thể hiện ý chí quyết tâm cắt bỏ đoạn tình cảm với chàng Kim, nhưng rồi lại khổ đau tột cùng khi nghĩ đến việc phải rời xa người yêu. Duyên này thì giữ, vật này của chung, dù em nên vợ nên chồng, suốt người mệnh bạc ắt lòng chẳng quên. Kiều vẫn muốn giữ lại một chút tấm lòng, chút tình cảm sâu nặng giữa hai người. Qua đó, chúng ta có thể thấy lối suy nghĩ của một cô gái sắc sảo và thông minh. Đó là lời gợi ý cho câu hỏi số 6. Chúng ta sẽ tiếp đến với câu hỏi số 7. Câu hỏi số 7: nêu cảm nghĩ của em về nhân vật Thúy Kiều qua đoạn trích trao duyên. Gợi ý trả lời: qua đoạn trích trao duyên, Nguyễn Du đã khắc họa thành công hình ảnh Thúy Kiều, một cô gái xinh đẹp, mặn mà, sắc sảo là thế, nhưng cái xã hội đen tối bất công kia đã đẩy vào cuộc đời nàng thật nhiều sóng gió, gian truân. Từ lời nói, hành động của nàng, kệ em, ngồi lên, lạy rồi sẽ thưa, em hiểu được sự trăn trở trong Kiều cùng với niềm hy vọng trông cậy gửi gắm nơi Thúy Vân. Nàng đau đớn phải từ bỏ mối tình đẹp của mình và cũng chẳng biết tương lai số phận của mình sẽ ra sao. Giây phút trao cho em những kỷ vật như chiếc vành, như bức tờ mây, nàng đều trân trọng, đều luyến tiếc và níu giữ. Sự níu giữ ấy cũng vì nàng yêu, nàng trân trọng mối tình đẹp với Kim Trọng nhưng bị xã hội ấy vùi dập, làm đau, làm đớn. Qua đó, em càng thấy thêm chua xót hơn cho những suy nghĩ, cho số phận của nàng Kiều hẩm hiu. Và các bạn ơi, các em hoàn toàn có thể đưa ra sự lý giải theo ý hiểu của các bạn nữa nha. Và đây chỉ là một câu trả lời để gợi ý, chúng mình mang tính chất tham khảo thôi nha. Và các em ơi, như vậy là chị đã cùng các em trả lời những câu hỏi trong sách giáo khoa với phần đọc hiểu văn bản trao duyên. Và chị rất là hy vọng
qua phần soạn văn này sẽ giúp ích được cho chúng mình trong quá trình học nhé các em nha. Và đừng quên nhấn nút đăng ký theo dõi kênh YouTube Học Văn Chị Hiên để có thể xem nhiều video clip soạn văn hơn nha. Và đồng thời cũng giúp chúng mình yêu môn học này hơn, học tốt môn học này hơn các bạn nha. Chị cảm ơn các em vì đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các em ở những video clip tiếp theo nha. Xin chào các em.